xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Gia Phúc Sen nhé. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phi, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và clip hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các anh chị gồm có một combo hai sản phẩm, đó chính là một mẫu rong mèo vỏ hở có mã là M28S và một con rìu bản nhỏ có mã là R04N. Thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết chức năng cũng như là thông số kỹ thuật của hai sản phẩm này đến với tất cả các anh chị, để cho các anh chị đang xem mình xem cái mẫu nào có thể phù hợp với cái nhu cầu của mình thì mình có thể lựa chọn nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các anh chị, đó chính là một sản phẩm có mã là M28S, đó chính là một sản phẩm rong mèo mới của bên em, rong mèo cán sắt. Ở đây là da có quấn cái bao da, có quấn cái đai da. Da này là da thật nha anh chị nè, da thật 100%, nó rất là bền. Nếu mà anh chị nào mà mình sợ là cán gỗ thì nó sẽ sợ nó bị long cán hay này kia thì mình có thể lựa chọn ra kiểu dáng M28S này. Thì ở đây sẽ là cán sắt này, cán sắt là quấn cái dây dây da này, rất là chắc chắn. Lưỡi của con dao 28 này thì có chiều dài lưỡi là 28cm và có độ dày lưỡi khoảng 5-6mm. Đó, 5-6mm nhá. Thì cây này mình có thể chặt gỗ, chặt tre, chặt được tất cả mọi thứ, có thể chặt gà vịt này, thái lọc được. Đó chính là mẫu rong mèo. Rong mèo là một mẫu dao đa, là một mẫu dao đa năng. Nên là khi mà mọi người mang đi cắm trại hoặc đi rừng ấy thì kiểu dáng này mình có thể chặt củi, chặt gỗ, chặt tre và chặt gà vịt được, thái lọc thịt được. Đấy là một mẫu dao đa năng. Và ở đây sẽ là cái vỏ của nó. Vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ cẩm chỉ. Ở đây là có một cái đai da nhá. Đai da cái này thì có thể để cho mọi người, có thể để cho mọi người chỉnh sửa được. Riêng cái này ấy, có thể để cho mọi người chỉnh sửa được cái độ chật lỏng của cái đai da này. Thì ở đằng sau này sẽ có một cái như này, để mọi người khi mà mình đeo vào người ấy, cho đeo vào người thì nó sẽ rất là chắc chắn, có thể luồn vào đây để mọi người đeo. Đấy. Và em sẽ bỏ cái mẫu này vào vỏ để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn. Đấy. Như này nhá anh chị nhá. Thứ nhất là nhìn nó sẽ khoe được cái lưỡi dao này. Khi mà sử dụng xong thì anh chị mình có thể để như này và treo lên để mà mình trang trí cũng rất là đẹp. Đấy chính là kiểu dáng rong mèo vỏ hở cán sắt mà em giới thiệu đến với mọi người trong ngày hôm nay. Thì mẫu này cũng là một mẫu sản phẩm mới của bên em. Một mẫu sản phẩm mới của bên em anh chị nhé. Đó. Hình bỏ ra thì nó sẽ như vậy. Mèo M28. Ngoài ra mèo 28 này thì sẽ còn có cái còn có mèo 20 này. Mèo 25 thì cũng có dáng này. Nếu mọi người thấy cái kiểu dáng này nó kiểu hơi to thì mọi người có thể lựa chọn sang mẫu mèo 25 hoặc là mèo 20. Và tiếp theo thì sẽ là một mẫu rìu. Rìu này thì sẽ có chiều dài lưỡi cán, chiều dài cán này sẽ là 24cm. Là một mẫu rìu bản nhỏ, một combo đi rừng như vậy thì mọi người là đã đầy đủ rồi nhá. Rìu bản nhỏ và một con mèo 28. Thì con này sẽ có độ nặng từ 800-900g, là một mẫu rìu bản vừa. Thì đây các góc cạnh của rìu đây ạ. Thì mọi người sử dụng mẫu này ạ, có thể mang đi cắm trại này, đi phượt này. Tại vì là kiểu dáng này ấy, thì nó sẽ là một kiểu dáng nhỏ gọn, mình mang đi nó sẽ rất là gọn luôn. Mang vào ba lô hoặc là mang khi mà mình đi cắm trại thì nó cũng có thể chặt bộ củi, chặt cây được. Và cái kích thước của nó nhỏ gọn như vậy thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều đối với những cái mẫu rìu bản to. Tuy nhiên là những mẫu rìu bản to thì nó sẽ đa năng, nó sẽ đầm đay hơn, nhưng mà cái bản nhỏ này nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Đấy là combo hai sản phẩm rong mèo và rìu đi rừng M28S và R04N mà em giới thiệu được với tất cả các chị trong clip ngày hôm nay. Thì trong clip này mọi người đang thích cái combo sản phẩm thích combo này thì mọi người có thể để lại số điện thoại ở dưới bình luận giúp em. Hoặc là mọi người chỉ thích rong mèo và thích rìu thì bên em cũng có bán lẻ. Thì mình có thể nhấc ngay điện thoại lên và gọi đến số hotline của bên em, đó chính là 0987 240 733, để mình có thể lựa chọn được một mẫu phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình.
Thì clip của hôm nay em sẽ dừng lại tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của bên em. Thì em hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip lần sau, thì em sẽ giới thiệu mọi người nhiều mẫu da hơn nữa, nhiều mẫu review hơn nữa để dưới tất cả mọi người, để mọi người có thể tham khảo nhé. Mọi người đăng ký kênh, đang xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả các anh chị. Và cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Chúc tất cả anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.